chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pintalk. Phải công nhận rằng thiên nhiên ẩn chứa những điều vô cùng kỳ diệu và một trong số đó thuộc về những loài hoa. Có hàng trăm loài hoa trên thế giới mà các bạn chưa từng được chiêm ngưỡng đâu nhé. Các bạn nghĩ sao về một bông hoa có đôi môi nóng bỏng và quyến rũ, hay là một bông hoa có khuôn mặt giống chú khỉ và cả hoa đầu lâu xương sọ nữa? Nghe có hấp dẫn không nào? Ngay bây giờ hãy cùng mình bước chân vào thế giới loài hoa để cùng nhau khám phá nhé. Top 11 loài hoa kỳ lạ có thể bạn chưa bao giờ thấy. Cây mắt búp bê. Bạn có tin là có một loài cây giống hệt búp bê không nhỉ? Cây mắt búp bê hay còn có tên khoa học là Attipachybody, là một cây thuộc thân cỏ thuộc họ mộc lan. Loài cây này xuất hiện trong các khu rừng hỗn giao ở phía đông và phía bắc thuộc Bắc Mỹ. Cây mắt búp bê mọc ở đất mùn. Các bạn biết không, quả mắt búp bê có hình dạng giống mắt búp bê với đường kính trung bình khoảng 1cm. Cái tên này được đặt theo hình dạng của loài quả này. Quả cây màu trắng, đỉnh quả có chấm đen hệt như những con người đang nhìn vậy đó. Hoa của cây búp bê có màu trắng, chúng xuất hiện thành từng chùm vào mùa xuân, chiều dài mỗi chùm lên đến 10cm. Thân cây này có chiều cao từ 50cm trở lên, chiều dài tối đa của lá vào khoảng 40cm, còn chiều rộng tối đa lên đến 30cm. Theo giới khoa học cảnh báo, tất cả các bộ phận của loài hoa này đều có độc tính cao, nhưng mà độc nhất là ở hoa và quả. Chất độc có trong những quả mắt búp bê căng mọng và hấp dẫn có thể khiến tim ngừng đập ngay lập tức. Đặc biệt, vì quả mắt búp bê có vị ngọt nên đôi khi trẻ em ăn chúng và tử vong. Nhiều cái chết thương tâm vì quả mắt búp bê đã xảy ra ở Bắc Mỹ. Chính vì chất độc ngọt ngào này mà cây mắt búp bê còn được gọi là loài cây của quỷ dữ. Hoa lan Angolas uniflora. Loài hoa kỳ lạ này có nguồn gốc từ vùng Colombia Andes ở Nam Mỹ. Những bông hoa có phần trên hé mở ra và bên trong trông giống như một đứa trẻ đang quấn tã. Mỗi bông hoa cũng có một lớp cánh hoa lớn gọi là lớp bản lề. Loài hoa lan này nở vào mùa hè. Nó có thể phát triển lên đến kích thước 10cm và có hương thơm mê hoặc. So với hầu hết các loài hoa phong lan, loài hoa này nhỏ chỉ phát triển chiều dài từ 18-24cm. Hoa chủ yếu là màu trắng hoặc màu kem. Hoa có cảm giác như là sáp khi chạm vào. Cây thì thường nở hoa vào mùa xuân và có mùi hương rất là thơm và đặc biệt. Vì có hình giống như hoa tulip nên nó còn được gọi là hoa tulip ở một số vùng. Giống như hình dạng bất thường của mình, loài hoa này có cơ chế thụ phấn khá thú vị. Khi một loại côn trùng vào bông hoa để uống mật, chúng phải chiến đấu với những chiếc trụ của bông hoa nơi chứa đựng phấn hoa. Đây là một cú lừa của loài lan đặc biệt này dành cho việc thụ phấn. 3. Cây đuốc len. Màu sắc và kết cấu độc đáo của cây xương rồng đuốc bạc tạo cho nó một vẻ ngoài như là len vậy đó. Vì thế, cây thường được gọi với cái tên là đuốc len hoặc là đuốc bạc, là một loại cây xương rồng lâu năm thuộc họ xương rồng. Cây có nguồn gốc từ các vùng miền núi của Argentina và Bolivia. Các cây này thì được tìm thấy ở độ cao 9.843m. Cây có màu xanh xám mảnh và thẳng, và chúng thường cao tới 9,8m và rộng 2,5cm. Cây đuốc len phát triển mạnh dưới ánh sáng mặt trời, nhưng mà không chịu được nhiệt độ quá là cao đâu. Không giống như hầu hết các loại xương rồng được tìm trên sa mạc, cây đuốc len có thể chịu được nhiệt độ dưới 0 độ và xương giá, thậm chí có thể sống sót ở âm 10 độ C. Những cây già hơn tạo ra loài hoa màu đỏ tía hoặc đỏ sẫm trong những tháng cuối mùa hè. Những bông hoa hình trụ dài phát triển lên đến 2,5cm, giống như các cây xương rồng khác ở trong chi. Hoa đuốc len hầu như không mở và chỉ có nhị hoa và kiểu dáng được nhô ra. Nắp ấm ốc. Các bạn hãy nhìn đi, nhìn chúng trông giống như những chiếc cốc với nhiều kích cỡ khác nhau. Tuy nhiên, đây là những cây ăn thịt với cơ chế bẫy mồi tinh vi đấy. Loài cây này sinh ra hai loại lá, một loại có chức năng bắt côn trùng, một loại không có chức năng này. Loại có chức năng bắt côn trùng nhìn bên ngoài giống như một chiếc giày mocassin nhỏ màu xanh lục, giống như nhiều loài nắp ấm khác. Cây nắp ấm này có lông răng, là một vòng tròn chứa các gai nhỏ hướng xuống dưới. Nắp này có tác dụng ngăn không cho nước mưa vào quá nhiều để hòa tan các enzyme tiêu hóa của nó. Nắp có các miệng chứa các tế bào nhằm làm cho côn trùng bị lúng túng nhờ bề ngoài tương tự như một mảng của bầu trời.
Các mặt của lá có rãnh và trơn giúp côn trùng không thể nào trèo ra ngoài. Khi một con côn trùng rơi vào bình, cây bắt đầu quá trình tiêu hóa ngay lập tức và chúng không thể thoát ra khỏi. Hoa đôi môi nóng bỏng. Các bạn đã từng nghe đến loài hoa có đôi môi quyến rũ khiến biết bao nhiêu con tim phải xao xuyến chưa? Tựa như những đôi môi nóng bỏng và quyến rũ của những người phụ nữ, loài hoa này được tạo hóa ban cho vẻ đẹp vô cùng đặc biệt. Cây có nguồn gốc từ các khu rừng Nam và Trung Mỹ, thường được tìm thấy ở Colombia, Panama và Croatia. Loài thực vật nhiệt đới còn được ưu ái gọi với cái tên là môi móc hoặc là môi nóng. Sự đặc biệt nhất của loài hoa này là trước khi hoa thật nở, cặp lá bắc trông giống như một đôi môi gợi cảm như muốn hôn. Loài hoa này nở từ tháng 12 đến tháng 3 với hình dáng là một bông hoa nhỏ hình ngôi sao. Do không thể dựa vào mùi hương, loài cây này chỉ dựa vào hình dạng đặc biệt của nó để thu hút các loài đến thụ phấn, chẳng hạn như là bướm và các loại chim ruồi. Sau khi thụ phấn xảy ra thì loài hoa cho quả mọng màu đen hoặc xanh đậm. Những quả mọng này sau đó được chim mang đi khắp nơi, một cơ chế phổ biến mà các loài thực vật này sử dụng. Ngoài sức hấp dẫn về thị giác, loài hoa này còn được biết đến với đặc tính chữa bệnh. Từ lâu, lá và vỏ cây được người dân địa phương sử dụng để điều trị mẩn ngứa ngoài da, đau tai và ho. Hoa lan mặt khỉ. Hoa lan mặt khỉ hay là lan hầu tử, chúng có hình dáng khuôn mặt như là một chú khỉ rất là kỳ lạ, khiến nhiều người xem phải bật cười vì sự ngộ nghĩnh của nó. Là một chi trong các loài hoa phong lan, nhưng hai chiếc cựa dài của đài hoa trông rất giống chiếc răng nanh của ma cà rồng trong các bộ phim giả tưởng. Loài phong lan này được đặt tên vào năm 1978 bởi một nhà thực vật học. Cây có nguồn gốc từ Peru và Đông Nam Ecuador. Đây thực sự là một loài phong lan quý hiếm. Nó chủ yếu được tìm thấy trong các khu rừng mây nhiệt đới ở độ cao 200m. Khi hoa nở, chúng tỏa ra mùi thơm như là cam chín vậy đấy. Hoa rơi. Sẽ thế nào nếu bạn thấy một bông hoa màu đen trông giống như một con rơi? Hoa rơi có tên khoa học là Taka chanteris, có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Loài cây này chủ yếu được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới ở phía Nam Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan. Một loài hoa đẹp có hình dạng khá đặc biệt với nhiều điểm giống một loài rơi với hàm răng lớn màu đen. Mặc dù mang hình dạng kỳ lạ như vậy, nhưng hoa rơi lại là loài hoa được yêu thích nhất và khá nhiều người lựa chọn. Mỗi bông hoa có thể phát triển lên đến đường kính 12cm. Những bông hoa này cũng có thể có màu tím sẫm, những sợi dài rủ xuống trông giống như là râu. Mặc dù có hình dáng khá là đáng sợ, nhưng mà hoa rơi là loài hoa được yêu thích. Chúng thường được mang về trồng trong vườn. Tuy nhiên, loài hoa này cũng có chút đòi hỏi khó tính về khí hậu. Nếu sử dụng đúng kỹ thuật trồng trọt, chúng sẽ phát triển rất là tốt. Hoa Darth Vader. Nếu bạn đã xem qua bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao, thì bạn sẽ khá bất ngờ khi nhìn thấy loài hoa này đấy. Loài hoa này có tên khoa học là Atelocia salvadoresis, còn được mệnh danh là hoa Darth Vader bởi nó trông giống hệt một khuôn mặt của diễn viên này trong phim. Mặc dù trưởng thành ở khí hậu ẩm ướt của Trung Mỹ, nhưng loài hoa này vẫn có thể phát triển mạnh trong các khu vực nhà kính ở Nhật Bản. Khi nở, kích thước của loài hoa này chỉ tăng lên khoảng 5cm và chỉ nở khoảng 1 tuần rồi héo tàn. Bởi khuôn mặt của bông hoa giống như là Darth Vader, một nhân vật nổi tiếng trong phim Chiến tranh giữa các vì sao, nên người dân quen gọi chúng là như vậy. Hương thơm mạnh mẽ kết hợp với đôi mắt sâu hút côn trùng đến thụ phấn. Mặt trong của các hốc này lông dính với phấn hoa. Khi côn trùng bay vào hoa, phấn hoa sẽ bao phủ chúng hoàn toàn. Cây bóng chày. Cây bóng chày có tên khoa học là Euphorbia arborescens, là một loài cây thực vật mọng nước. Chúng có nguồn gốc từ Nam Phi. Nó là một loài thực vật đặc hữu, có nghĩa là nó không được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào. Nó phát triển chủ yếu ở vùng khí hậu cận nhiệt đới, ở các vùng đá và sườn núi. Đặc điểm đáng chú ý nhất của nó là hình dạng tròn, bề ngoài nhẵn. Tùy thuộc vào độ tuổi, cây có thể phát triển lên đến đường kính 15cm. Các cây non có xu hướng hình cầu, nhưng khi trưởng thành, chúng có hình trụ hơn. Mỗi cây có khoảng 8 gờ và những vết lối nhỏ dọc theo các cạnh. Nó thường có màu xanh lá cây, nhưng các đường gờ ngang có thể có màu sáng hơn hoặc đậm hơn. Khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời,
Cây cũng hiển thị màu tím và màu đỏ. Cây lấy chất dinh dưỡng và nước từ mặt đất và nó cũng có thể trữ nước trong thời gian khô hạn. Cây bóng chày không có gai nhưng nó tạo ra những chiếc lá thô sơ có tuổi thọ ngắn. Là một loài thực vật đơn tính, nó tạo ra hoa cái và hoa đực có màu xanh xám và hình cốc. Quả của cây bóng chày trông giống như một quả nang có ba góc. Mỗi quả chứa ba hạt sẽ được giải phóng khi quả trưởng thành phát nổ. Cây bóng chày có tốc độ phát triển chậm và có thể mất từ 5 đến 8 năm để ra hoa. Cây tiết ra chất mủ màu trắng đục có thể gây ngứa da khi chạm vào đấy. Cúc vạn thọ sô-cô-la. Cúc vạn thọ sô-cô-la là loài hoa đã tuyệt chủng ở môi trường tự nhiên. Nó cũng là một trong 5 loại hoa hiếm nhất trên thế giới. Nó là loài thực vật có hoa trong họ cúc. Cúc vạn thọ sô-cô-la thì có nguồn gốc ở Mexico. Đây là một loại cây thân thảo lâu năm, có thể cao tới 40-60cm. Nó có một rễ củ dày. Các lá hình lông chim có thể dài từ 7-15cm với mỗi lá mọc dài đến 2-5cm. Những bông hoa mọc thành từng chùm với một vòng có 8 chùm hoa tia và bông hoa hình đĩa ở tâm. Hoa có mùi thơm vani, được tìm thấy nhiều trong sô-cô-la. Hương thơm trở nên đặc biệt và đáng chú ý vào cuối ngày. Loài hoa này trở nên phổ biến chủ yếu nhờ vẻ ngoài nổi bật và hương thơm của loài hoa có màu nâu hoặc đỏ sẫm có mùi như là sô-cô-la vậy đấy. Hoa đầu lâu xương sọ. Một cái tên kỳ quái đi kèm với một hình dáng kỳ quặc và đáng sợ, đó chính là hoa đầu lâu xương sọ. Chúng mọc chủ yếu ở Tây Ban Nha và Italy. Loài hoa này từng xuất hiện trong truyền thuyết từ thời cổ xưa. Người ta tin rằng hoa đầu lâu xương sọ có thể xua đuổi tà ma, thậm chí còn có lời nguyền cho rằng nếu như phụ nữ ăn loài hoa này sẽ có được sắc đẹp bền lâu. Khi còn tươi thì hoa đầu lâu xương sọ có màu hồng nhạt, rất là đẹp, nhưng mà ngay khi chúng héo đi, các hạt sẽ rơi ra để lại hình dáng chiếc đầu lâu xương sọ đáng sợ. Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng loài hoa này ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm bởi chúng có rất nhiều bộ phận độc hại. Các bạn thấy chủ đề vừa rồi như thế nào ạ? Có đủ hay ho và hấp dẫn hay chưa? Nếu muốn làm thêm một chủ đề nào đó hấp dẫn hơn thì hãy comment phía dưới cho kênh của chúng mình nhé. Và đừng quên like, share, subscribe và nhấn luôn cái chuông phía bên dưới của Pin Talk. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.